chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ là việc làm thường xuyên được cấp ủy chỉ huy các đơn vị trong toàn quân dành nhiều thời gian quan tâm. Tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, sự chăm lo này được thực hiện theo một cách mới lạ, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của những chiến sĩ trẻ. Nói chung là rất vui và thú vị. Các bạn đều chọn được món thực đem đơn của bếp, ăn rất là ngon và hợp khẩu vị. Em mong rằng bếp sẽ được duy trì thường xuyên hơn. Sau tuần học tập và công tác thì bọn em thấy thì tất cả chiến sĩ ở đây đều mệt mỏi, cũng thấy áp lực. Có những hoạt động như thế thì bọn em được giải tỏa áp lực và mệt mỏi đó để nộp đầy năng lượng cho một tuần học tập mới. Đó là những suy nghĩ rất thật của Tú, Giàu và nhiều chiến sĩ khác khi tham gia câu lạc bộ ẩm thực kết hợp hoạt động trong ngày nghỉ do Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143 tổ chức. Với hình thức ẩm thực là buffet, cán bộ chiến sĩ chỉ cần đưa phiếu đăng ký. Phiếu này được đơn vị lấy ý kiến từ chiều và đêm hôm trước. Sau đó lấy đồ ăn, chọn cho mình chỗ ngồi với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Có mặt tham gia buổi ẩm thực và sinh hoạt ngày nghỉ của các chiến sĩ, không chỉ riêng ông Kim, bà Hà, mà nhiều thân nhân chiến sĩ cũng không giấu được sự ngỡ ngàng khi thấy đơn vị tổ chức cho bộ đội chu đáo như vậy. Trước khi đầu tiên con tôi ra nhập ngũ đây, là tôi thấy là tôi và vợ tôi có ra đây, tôi thấy tình hình đây không biết có quan tâm đúng mức hay không. Thấy cũng hơi lúc đầu cũng chưa tin tưởng gì, cái sao tôi cũng lo âu trong lòng. Nhưng mà rồi qua nhiều lần đi thăm, tôi thấy là các đồng chí lo cho lính rất là đàng hoàng. Rồi trong cái ẩm thực ăn uống tôi thấy cũng đường hoàng, có tổ chức sinh hoạt định kỳ, rồi liên hoan vui chơi chẳng hạn như là số lô tô của cuối tuần, nên vợ chồng tôi rất cũng là yên tâm. Sơn là con thứ hai trong gia đình, lúc nhập ngũ thì cũng gia đình cũng lo lắng, cũng thương cũng lo lắng, giờ ra đây thì cũng an tâm, thấy quân đội cũng tổ chức vui chơi rồi. Thấy cũng an tâm cho gia đình, không có gì lo lắng nữa. Hiện tại bếp đơn vị phục vụ các món như cháo lòng, bún giò, mì quảng, cơm gà. Với số tiền 11.400 đồng được trích từ tiền ăn sáng thường xuyên của bộ đội, cộng với rau gia vị từ tăng gia sản xuất. Ngoài ra tiểu đoàn còn bổ sung thêm sản phẩm thịt từ chăn nuôi, nên bữa ăn của bộ đội khá phong phú. Qua hơn một năm thực hiện, bếp di động của các đơn vị trong toàn trung đoàn đã phục vụ trên 26.000 suất ăn như thế. Nhìn thực phẩm sạch tươi ngon như thế này, ít ai biết đơn vị đã vất vả như thế nào để chất lượng bữa ăn của bộ đội được đảm bảo. Nói thật ra thì hôm nay cũng khá là vất vả khó khăn, bởi vì là thực đơn phải làm theo yêu cầu của các đầu mối đại đội. Bên cạnh đó thì vật giá thì leo thang, cho nên là để tìm được một cái nguồn cung mà bảo đảm chất lượng thì không hề dễ dàng. Nhưng mà theo cuối tuần, theo chỉ thị yêu cầu của chỉ huy tiểu đoàn thì bếp cũng đã tổ chức khảo sát và khai thác được cái nguồn cung hợp lý và có chất lượng để nâng cao bữa ăn cho bộ đội. Thì sự thay đổi rõ nét và dễ nhận thấy là anh em cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn tham gia rất là nhiệt tình và sôi nổi. Sau khi dùng ẩm thực buổi sáng, các hoạt động vui chơi, giải trí như là nhảy bao bố, hát bài chòi, hát lô tô, đập bóng nước cũng được triển khai đồng bộ, tạo cái không khí là vui tươi, phấn khởi là trong toàn đơn vị. Mục đích cuối cùng là để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thực túc, bình cường, no lương đánh thắng. Để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh thì một vấn đề quan trọng là làm sao phải cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần để bộ đội đảm bảo sức khỏe, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trước mắt, toàn trung đoàn phấn đấu nâng cao giá trị từ tăng gia sản xuất đưa vào bữa ăn hàng ngày của bộ đội đạt định lượng từ 15 đến 20%. Đây chính là cách những người lính trung đoàn 143 đã và đang làm để góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị 982 của Bộ Tư lệnh Quân khu, hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy tại đơn vị.